Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị Đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái. Theo phê duyệt, khu đô thị này có diện tích sử dụng đất hơn 44,98 ha tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái. Quy mô đầu tư dự án gồm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái quản lý sau khi hoàn thành xây dựng. Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài một số công trình nhà ở, bám trục đường chính tại dự án, tổng chi phí đầu tư tối thiểu là 1.739 tỷ đồng, bao gồm chi phí đầu tư xây dựng 1.410 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 329 tỷ đồng. Dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định.